trả các bản tin nhanh 24/7. Hãng mô tô Trung Quốc xuất xưởng các mẫu phân khối lớn VD 350 5A y chang với cái mặt BMW S1000 RR, khiến nhiều người phải nhầm hàng. Cái sự nổi tiếng và được săn đón của chiếc Super BMW S1000 RR của nước Đức thì nay thị trường Trung Quốc đã cho ra đời một dòng sản phẩm làm nhái với diện mạo y chang như BMW S1000 RR với cái tên gọi VD 350 5A. Hãy cùng với chúng tôi soi về diện mạo và động cơ của chiếc xe này. Chóng ngợp với BMW S1000 RR Made in China với cái tên gọi BD 350 5A. Các bạn thấy gì trong cái bộ ảnh này? Nhìn thoáng qua cứ ngỡ đây là phiên bản BMW S1000 RR Superbike mà các tín đồ phần lớn hàng hậu ước. Nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện cái diện mạo giống hệt đến 87%. Đèn pha được hãng xe Trung Quốc làm giống hệt gần giống 99%, với đôi mắt bất đối xứng, và được tích hợp thêm công nghệ đèn Rosetta thay vì là halogen, cây hút gió trung tâm và kính chắn gió lớn đúng nghĩa một chiếc Sportbike. Hiệu ứng ánh sáng thiết kế cái bó mắt. Body tạo dáng gần giống hoàn hảo với yên xe tách biệt 2 tầng. Bình xăng thiết kế tương tự với chiếc S1000 RR với nắp xăng nhôm. Hai bên yếm quay fairing tạo hình như vây cá mập, chống hệt chiếc nguyên bản BMW S1000 RR. Hình dạng 1:1 không phải là khó khăn với thiết kế từ hãng xe Trung Quốc, nhưng có một sự khác biệt rất lớn về cái mặt công nghệ động cơ. PD 350 5A trang bị là 4 thì với động cơ 332cc 2 xăng làm mát bằng nước. Tất nhiên hiệu suất không thể nào so sánh được với cái dòng BMW S1000 RR thực thụ, nhưng bề mặt ngoại hình thì lại rất hoàn hảo và khá giống. Nó cũng cho thấy rằng các nhà sản xuất xe gắn máy ở Trung Quốc có thể phát triển độc lập cái sức mạnh động cơ đôi. Chi tiết ống xả cũng được thiết kế tương đồng với giống cái BMW S1000 RR với đuôi bô bằng carbon. PD 350 5A trang bị động cơ xăng 332cc làm mát bằng nước. Hệ thống nhiên liệu là lò bộ chế hòa khí. Ống xả thiết kế với đuôi bô bằng carbon. Hệ thống treo trước dạng ống lồng để kép xe lớn. Cái bảng điều khiển kết hợp với màn hình LCD và dạng analog tương tự với những mẫu phần khối lớn khác. Phải ngưỡng mộ cái quá trình sản xuất xe ở Trung Quốc. VD 350 5A được bán ở thị trường nước này với 5 phiên bản màu sắc khác nhau. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này, lần tiếp nhớ like, share, subscribe.